Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Suzuki CS 2020 lộ diện tại Việt Nam, cận kề ngày ra mắt để đáp trả Toyota Vios. Bản nâng cấp facelift của Suzuki CS đã có những thay đổi nhẹ về ngoại hình và hứa hẹn sẽ nâng cấp tiện nghi bên trong. Những hình ảnh đầu tiên của Suzuki CS 2020 tại Việt Nam đã bị rò rỉ sớm. Chiếc xe thử nghiệm đã ra biển số và lăn bánh trên đường. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được ra mắt sớm. Trước đó, vào tháng 2 của năm 2020, Suzuki Việt Nam đã úp mở về bản nâng cấp mới của mẫu CS sẽ về nước. Các đại lý bắt đầu nhận đặt cọc. Tháng 11 năm 2019, hãng xe Nhật đã thông báo hết hàng CS 2019. Đây là lần đầu tiên mẫu sedan hạng B này có thay đổi kể từ khi xuất hiện tại thị trường. Suzuki CS có mặt tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2016. Suzuki CS 2020 là bản nâng cấp giữa vòng đời, bản facelift. Bởi vậy, xe không có quá nhiều thay đổi, hệ thống khung gầm và kiểu dáng tổng thể vẫn giữ nguyên. Sự thay đổi rõ rệt nhất ở CS mới là phần đầu xe, cụm đèn được thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt, đèn chiếu sáng đổi sang công nghệ LED thay vì halogen, vẫn là sử dụng projector, đèn định vị ban ngày LED mới được bổ sung. Tại nước ngoài, CS đã có đèn tự động, cản trước trông hầm hố hơn, bộ vành thiết kế kiểu mới. Khó có thể nhận được sự thay đổi ở đuôi xe, ngoại trừ phần viền đèn phản quang phía sau. Nội thất của CS mới gần như không thay đổi, chỉ có cụm đồng hồ được làm mới với viền nền tự đổi màu theo chế độ lái, kết hợp màn hình 4,2 inch. Mặc dù CS bán tại nước ngoài có thêm tùy chọn động cơ hybrid mới, nhưng nhiều khả năng sẽ không được đưa về Việt Nam. Động cơ thuần xăng vẫn là loại cũ, dung tích 1,4 lít, công suất 91 mã lực và mô men xoắn 130 Nm kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, Suzuki CS 2020 có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc dưới dạng tùy chọn. Hiện chưa rõ phiên bản bán tại Việt Nam có tính năng này hay không. Ngoài ra, xe còn được bổ sung tính năng ga tự động, hỗ trợ phanh ABS EBD và túi khí đôi là trang bị tiêu chuẩn. Giá niêm yết của CS trước đây là 499 triệu đồng, từng đã có thời điểm xe giảm giá xuống còn 449 triệu đồng để dọn kho. Mức giá này ngang tầm Mitsubishi S-Track và Kia Soluto, thấp hơn mặt bằng giá của Toyota Vios và Honda City. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.